Thưa quý vị, hôm nay 20 tháng 9 là kỷ niệm tròn 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, tổ chức đóng vai trò trung tâm trong xây dựng luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Thưa quý vị, gia nhập Liên Hợp Quốc là dấu mốc quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam. Và kể từ đó, việc thúc đẩy quan hệ với Liên Hợp Quốc ở thời kỳ nào cũng luôn là một trong những trọng tâm của đối ngoại quốc gia. Ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tranh thủ được nhiều nguồn lực quan trọng phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Mặt khác, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của Liên Hợp Quốc. Ưu tiên của chúng ta đó là làm sao tăng cường hơn nữa cái vai trò của chủ nghĩa đa phương, do đó giải quyết những vấn đề toàn cầu, những vấn đề hòa bình an ninh, phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Thì đó là cái mục đích cao nhất mà chúng ta mong muốn đóng góp vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã hai lần tham gia làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm chính về hòa bình an ninh của Liên Hợp Quốc, các nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021. Và việc được bầu là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục 192 trên 193 phiếu ủng hộ là con số biết nói cho sự tín nhiệm và tin tưởng của cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam không chỉ là một thành viên tích cực tham gia mà còn có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào công việc chung của Liên Hợp Quốc, mà ở đây là tham gia vào việc hoạch định các chính sách mang tính định hướng của Hội đồng Bảo an. Việt Nam đã tham gia hoạch định những chương trình nghị sự quốc tế dựa trên không chỉ lợi ích quốc gia mà còn với nguyên tắc của luật pháp quốc tế để tạo ra sân chơi bình đẳng giữa nước lớn, nước nhỏ vì hòa bình, an ninh và phát triển dựa trên luật pháp quốc tế. Có thể nói là trong 45 năm qua thì Việt Nam luôn đồng hành và nỗ lực vun đắp và xây dựng mối quan hệ ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Trong cái lĩnh vực hoạch định chính sách thì ngay từ những ngày đầu tham gia Liên Hợp Quốc thì chúng ta đã tham gia thúc đẩy nâng cao cái vai trò của Liên Hợp Quốc thông qua việc tham gia vào việc xây dựng các cái quy chuẩn, quy định của luật pháp quốc tế, điều chỉnh các mối quan hệ giữa các quốc gia và tham gia việc xây dựng thương lượng các cái điều ước quốc tế hết sức quan trọng. Chúng tôi đánh giá rất cao chủ đề điểm nhấn mà Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4 đã lựa chọn đưa ra thảo luận. Việc Việt Nam lựa chọn vấn đề hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực là khởi đầu rất tốt để các nước chú trọng nâng cao mối quan hệ này. Với các nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, tôi cho rằng những đóng góp của họ không nên giới hạn trong hai nhiệm kỳ. Nhìn lại 45 năm, có thể thấy, Việt Nam đã luôn kết hợp hài hòa giữa bảo đảm lợi ích quốc gia với việc đóng góp một cách tích cực và trách nhiệm vào các công việc chung của Liên Hợp Quốc, coi trọng thỏa đáng lợi ích của các nước bạn bè, các mối quan tâm chung chính đáng của cộng đồng quốc tế. Những đóng góp đáng tự hào và những nền tảng quan trọng đó sẽ là cơ sở để ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tiếp tục gặt hái thêm những thành quả mới. Việc tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một trong những chính sách đối ngoại của Việt Nam, tuyên bố mạnh mẽ và thể hiện hình ảnh một quốc gia có uy tín, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh thế giới. Chúng ta không chỉ mong muốn Liên Hợp Quốc ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam, mà chúng ta cũng đóng góp vào những hoạt động của Liên Hợp Quốc, mặc dù còn nhiều khó khăn. Vâng, đây là một trong những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho quân đội và đã được tiến hành trong những năm qua. Phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người đã có gắn bó với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam những ngày đầu thực thi nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc, để lắng nghe ông chia sẻ về tầm quan trọng của các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Là những cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nó đem lại cái lợi ích cho chúng ta là thực hiện nghĩa vụ đối với thế giới, với Liên Hợp Quốc, quảng bá hình ảnh đất nước, chúng ta tạo cái kết nối giữa Việt Nam với các quốc gia khác có cùng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nhưng đây cũng là môi trường để chúng ta rèn luyện thêm cái bản lĩnh của bộ đội Việt Nam. Quân đội chúng ta đánh thắng các cuộc chiến tranh, cái chuyện ấy rõ rồi.
Nhưng quân đội bây giờ không chỉ phải chuẩn bị đánh thắng nữa, mà quân đội là phải bảo vệ được hòa bình. Cái đó mới là cái kế sách cao nhất trong bảo vệ Tổ quốc. Thì những cái chàng cán bộ ấy, sĩ quan và chiến sĩ ấy làm tốt cái nhiệm vụ bảo vệ hòa bình. Nó đóng góp cho cái thành trì hòa bình của đất nước.